Lý Băng Băng bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1994 và cho đến nay đã gặt hái được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực phim truyền hình cũng như điện ảnh. Các bộ phim truyền hình đáng chú ý của cô bao gồm Thiếu niên Bao Thanh Thiên 2000, Thiếu niên Trương Tam Phong 2001, Huy Nương Uyển Tâm 2005 và tái sinh duyên 2006. Trên màn ảnh rộng, Lý Băng Băng được biết đến qua các phim Tết đến về nhà. 1998, Thiên hạ vô tặc 2004, Đợi chờ cô đơn 2005, Vân Thủy Giao 2006, Vua Cung Phu 2008, Phong Thanh 2009 và địch nhân Kiệt Thông Thiên Đế quốc. 2010, Lý Băng Băng, Lý Băng Băng từng trình bày một số ca khúc nhạc phim và đã phát hành một album nhạc vào năm 2008. Ngoài ra, cô còn giữ một số chức vụ như đại sứ văn hóa Hàn Quốc tại Trung Quốc. 3 đại sứ thiện trí của chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc UNEP và đại sứ toàn cầu của giờ trái đất sự kiện quốc tế hàng năm của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên. WWF, thông tin tên khai sinh, Lý Băng Băng Nguyên Quán, Tấn Trung, Sơn Tây, Trung Quốc ngày sinh, 27, 02 nơi sinh, Cáp Nhị Tân, Hắc Long Giang. Trung Quốc tên khác, Ly Binh Binh, Ly Binh Binh nghề nghiệp, diễn viên sơ lược tiểu sử Lý Băng Băng sinh ngày 27 tháng 2 năm 1976. Có nguồn cho là 27 tháng 2 năm 1973. Tại Ngũ Thường, thành phố Cáp Nhị Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, tuy sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ cô là nghệ sĩ bình kịch, nhưng băng băng lại được cha mẹ định hướng theo nghề giáo viên. Cô từng học tại một trường trung học sư phạm và đã đi dạy khoảng một năm trước khi quyết định chuyển hướng sang nghiệp diễn xuất. Băng băng tốt nghiệp khoa kịch nghệ của Học viện Hí Kịch Thượng Hải khóa năm 1993 đến năm 1997 và chính thức gia nhập làng nghệ thuật Trung Hoa từ năm 1994. Bắt đầu với một số vai phụ trên phim truyền hình lẫn phim điện ảnh. Sự nghiệp giai đoạn ban đầu, năm 1994 đến năm 1999. Lý Băng Băng xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh nhỏ với một vai phụ trong phim Nhất Lộ Đảng Hậu. 1994 cùng với Nhậm Tuyền khi cô đang học năm thứ hai tại Học viện Hí Kịch Thượng Hải. Sau một loạt các thử nghiệm lớn nhỏ, đến năm 1999, những nỗ lực của Băng Băng đã được ghi nhận khi vai diễn trong phim điện ảnh Tết đến về nhà mang. Lại cho cô giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LSP quốc tế Singapore. Bộ phim đã gây được tiếng vang lớn tại nhiều lễ trao giải quốc tế. Trong đó có giải đạo diễn xuất sắc cho Trương Nguyên tại LSP Venice lần thứ 56. Giai đoạn thành danh qua phim truyền hình, năm 2000 đến năm 2006, Lý Băng Băng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các vai nữ hiệp trong Thiếu niên bao thanh thiên thiếu niên trương tam phong, bát đại hào hiệp hoặc những vai sôi nổi, hài hước như trong đại náo kim tắc tự, thám hoa xòe quạt và trường kiếm tương tư. Trong khoảng thời gian này, các vai diễn của băng băng bắt đầu trở nên đa dạng, phức tạp và mang tầm ảnh hưởng lớn hơn trong các bộ phim môn sơ vai, uyển tâm của cô trong phim. Huy Nương Uyển Tâm là hình ảnh một người phụ nữ nông thôn những năm 30 tháo vát, giỏi giang, hiếu thuận và biết chu toàn mọi việc trong gia đình. Từ trước nay do những khác biệt về văn hóa nên những phim miền Nam của Trung Quốc sản xuất thường không gây được sự chú ý của khán giả miền Bắc. Nhưng khi phim trình chiếu đã thu hút một lượng lớn khán giả vượt cả phim nàng đê giang cơm của điện ảnh Hàn Quốc. Trở thành phim ăn khách nhất của đài trung ương CCTV trong năm 2006. Bộ phim truyền hình gần đây nhất có sự tham gia của cô là tái sinh duyên với vai nàng mạnh lệ quân. Kiên định, mạnh mẽ đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả truyền hình. Giai đoạn tập trung vào phim điện ảnh. 2005 nay, năm 2005, Lý Băng Băng với vai Tiểu Diệp một nữ tặc dáng vẻ ngạo mạn. Ngang tàng trong phim Thiên Hạ Vô Tặc đã nhận được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Kê Bách Hoa. Đến năm 2006 vai diễn trong phim Đợi Chờ Cô Đơn. Quế Tình Ơ Lôn đã giúp băng băng có tên trong danh sách đề cử nữ viên viên chính xuất sắc nhất tại giải kim kê. Bách Hoa nhưng một lần nữa cô để vụt mất giải thưởng danh giá này. Tại LSP Hoa biểu lần thứ 12, tháng 8 năm 2007, và LSP Kim Kê Bách Hoa lần thứ 17, đầu năm 2008. Vai diễn trong phim Vân Thủy giao đã mang về cho Lý Băng Băng các giải nữ diễn viên chính xuất sắc. Nhất sau nhiều năm chờ đợi, 9, 10, trong phim, Băng Băng vào vai Vương Kim Đệ, một nữ y tá quân giải phóng nhân dân Trung Quốc hoạt bát. Năng động, là đại diện của một thế hệ trẻ tràn đầy sức sống và tình yêu thương trong thời kỳ chiến tranh. Lý Băng Băng từng bỏ lỡ cơ hội hợp tác với Thành Long trong phim Giờ Cao Điểm 3 vì trình độ e ngữ của cô lúc đó còn hạn chế. Một năm sau đó, 2008, Băng Băng đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để nhận vai phản diện Bạch Phát Ma Nữ trong phim Điện. Ảnh được Hollywood đầu tư kinh phí lớn vua cung phu và hơn nữa cô còn được hợp tác với hai cao thủ võ thuật trong làng giải trí là Thành Long và Lý Liên Kiệt, cũng trong năm này, Băng Băng và Chu Du dân của nhóm F4 vào các vai chính trong bộ phim tình cảm Hồ Điệp Phi của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong. Tuy nhiên phim đã không được đánh giá cao so với tên tuổi của vị đạo diễn người Hồng Kông này. Năm 2009 Lý Băng Băng đã được vinh danh với giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải. Kim Mạ lần thứ 46 được tổ chức ở Đài Bắc cho vai diễn của cô trong bộ phim về đề tài tình báo ly kỳ. Trong chiến tranh Trung Nhật, Phong Thanh, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ám toán của nhà văn Mạch ra. Với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng khác như Chu Tấn. Huỳnh Hiểu Minh và Trương Hàm Dư. Tác phẩm được ra mắt vào tháng 7 năm 2010 của Lý Băng Băng là bộ phim điện ảnh hành động chậm thì chết. Triple Tết với sự hợp tác của một số ngôi sao Hồng Kông như Cổ Thiên Lạc, Ngô Ngạn Tổ và Thái Trác Nghiên. Vào tháng 9 năm 2010, cô vào vai tượng quan tịnh nhi dựa theo hình tượng của thượng quan uyển nhi nhân vật được xem là nữ thừa tướng đầu tiên trong lịch sử trung hoa trong bộ phim trinh thám hành động cổ trang địch nhân kiệt thông thiên đế quốc của đạo diễn từ khắc cùng sự xuất hiện của hai diễn viên hồng kông kỳ cựu là lưu đức hoa và lưu gia linh Bộ phim phát hành vào tháng 7 năm 2011 mang tên Tuyết Hoa và Cây Quạt Bí Mật. Snow Flower and the Secret Fan được cải biên từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ người Mỹ gốc Hoa Lisa Z. Và cũng là phim nói tiếng Anh đầu tiên mà Lý Băng Băng đảm nhiệm vai chính. Vào tháng 9 và tháng 10 năm 2011, bộ phim cách mạng tân hợi mà cô tham gia với vai trò nữ chính. Đồng thời là nhà đồng sản xuất, được trình chiếu cùng lúc tại châu Á và Bắc Mỹ trong dịp lễ kỷ niệm 100 năm cuộc cách mạng tân hợi. Thành Long kiêm vai trò đồng đạo diễn, đồng sản xuất và diễn viên nam chính trong phim môn sơ các phim sẽ ra mắt vào năm 2012 của Lý Băng Băng Bao. Gồm video ca nhạc Cúc Hoàng Trà Ngữ, hợp diễn cùng Quách Phú Thành, phim hài lãng mạn Ngã nguyện Ý, cùng tác diễn viên Tôn Hồng Lôi, đoạn Dịch Hoành, và phim hành động giả tưởng của Mỹ Resident Evil, Retribution, âm nhạc Đĩa Đơn 2003, Hoa Viên 2005, Cơ tích Miracle với các nghệ sĩ của Hoa Nghị 2005, When You Kiss Me 2006, tới một thế giới tràn đầy tình yêu với các nghệ sĩ của Hoa Nghị 2006. Chi đạo bất chi đạo, biết hay không, cover 2007. Sướng hưởng thế giới với các nghệ sĩ của hai đi 2007. Binh Binh 2008. Chúng tôi có tình yêu với các nghệ sĩ hoa nghị 2008. Lời hứa với các nghệ sĩ TQ 2008. Mama Baby album nhạc 2008. My các bài hát trong phim 2001 ca khúc Tâm Nhi Hồi Du mở đầu phim Giả A đầu 2002. Ca khúc Nhi Nữ Tư Tình mở đầu phim Thám Hoa Xòe Quạt. Song ca với Tô Vĩnh Khang 2006. Ca khúc Huy Nương Uyển Tâm cuối phim Huy Nương Uyển Tâm 2007. Ca khúc Chỉ Còn Hồi ức Chủ đề phim Hồ Điệp Phi 2008 ca khúc giao viện ái, quảng bá phim The Children ở Hoang Si tại TQ 2008. Ca khúc dự cảm, chủ đề phim vua cung phu. Song ca với Lý Cửu Chiết, giải thưởng điện ảnh 2000, nữ diễn viên xuất sắc nhất phim Tết đến về nhà. LSP quốc tế Singapore lần thứ 13, 2005. Nữ diễn viên được yêu thích nhất phim Thiên Hạ Vô Tặc. LSP sinh viên lần thứ 12, 2005, đề cử, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim Thiên Hạ Vô Tặc. Giải Kim Kê Bách Hoa lần thứ 14, 2006, đề cử, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim Đợi Chờ Cô Đơn. Giải Kim Kê Bách Hoa lần thứ 15, 2007, đề cử, nữ diễn viên xuất sắc nhất phim Vân Thủy Giao, LSP sinh viên lần thứ 14, 2007, đề cử, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim Vân Thủy Giao, Giải Kim Mã lần thứ 44, 2007. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim Vân Thủy Giao, LSP Hoa Biểu lần thứ 12, 2007. Nữ diễn viên chính trong phim điện ảnh phim Vân Thủy Giao, Giải Kim Phượng Hoàng lần thứ 11, 2008. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim Vân Thủy Giao, Giải Kim Kê Bách Hoa lần thứ 17, 2009 nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim phong thanh, giải kim mã lần thứ 46, 2009, đề cử, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim phong thanh, LSP châu Á lần thứ 4, 2010, đề cử, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim phong thanh, LSP sinh viên Bắc Kinh lần thứ 17 các giải thưởng khác 2003, giải thưởng dành cho nữ diễn viên có phong cách nhất trong liên hoan 2003 MTV 2003. Giải thưởng dành cho hình tượng cá tính tại lễ trao giải trên nổi ăn 2004. Giải thưởng nữ diễn viên thời thượng tại lễ trao giải trên nổi ăn 2004 giải thưởng dành cho nghệ sĩ có phong cách đột phá nhất trong liên hoan 2004 MTV 2004. Giải thưởng nữ diễn viên có phong cách thời trang quyến rũ nhất trong cuộc bầu chọn trên toàn quốc. 2006, nhận giải thưởng nghệ sĩ được chú ý nhất năm tại lễ trao giải BQ năm 2006 đến năm 2007 xếp thứ hai trong top 10 biểu tượng phát ngôn giá trị nhất châu Á 2007. Nữ diễn viên phong cách nhất Trung Quốc tại MTV Style Gala 2007. Top 10 ngôi sao tích cực làm từ thiện và ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất trong việc làm từ thiện do tạp chí Baza trao tặng 2007. Nhận danh hiệu Bắc Kinh Thanh Niên Tiên Phong do báo Beijing Youth trao tặng tại lễ trao giải BQ năm 2007 đến năm 2008. Nghệ sĩ đột phá của năm do độc giả mạng sina bình chọn 2008. Danh hiệu ngôi sao giành điệu nhất tại lễ trao giải Cosmo Beauty 2008. Top 10 ngôi sao tích cực làm từ thiện do tạp chí Bazaar trao tặng 2008. Giải thưởng ngôi sao có lối sống lành mạnh do độc giả và các chuyên gia của tạp chí Psychology Trung Quốc bầu chọn 2008. Xếp thứ 6 trong danh sách 50 người đẹp nhất Trung Quốc của Beijing News 2008. Giải thưởng Ngôi sao thời trang từ thiện tại El Style Awards 2009. Giải thưởng Phụ nữ thời trang của năm tại Lễ hội thời trang phụ nữ của Cosmopolitan lần thứ 3. 2009. Xếp thứ 9 trong danh sách 50 người đẹp nhất Trung Quốc của Beijing New 2009. Top 10 ngôi sao tích cực làm từ thiện do tạp chí Bazaar trao tặng 2010. Giải thưởng thành tựu của phụ nữ Trung Quốc năm 2009, 2010. Top 10 ngôi sao tích cực làm từ thiện do tạp chí Bazaar trao tặng 2010. Xếp thứ 21 trong danh sách của Forbes Trung Quốc 2010. Giải thưởng Anh hùng bảo vệ môi trường năm 2010 Eco Hero 2011 Nữ nghệ sĩ đẹp nhất Can 2011 do trang web AEDCAPET gạch nối FASZIONAWARDS.com bình chọn 2011 Giải nữ minh tinh của năm tại hội nghị triển lãm điện ảnh châu Á 2011. Đại diện hình ảnh 2003. Đại sứ hình ảnh của du lịch Hồng Kông 2004. Đại diện tổ chức bảo vệ môi trường Trung Quốc 2004. Đại diện phát ngôn của UNICEF 2005 hình tượng phát ngôn cho cuộc vận động giải băng màu hồng phóng ngừa ung thư vú 2006. Cố vấn danh dự của Hội Điện ảnh Đại học Bắc Kinh 2007. Hình tượng phát ngôn của tuần báo Bắc Kinh Thanh Niên năm 2007 đến năm 2008 tham gia rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 đến năm 2008. Đại sứ trao đổi văn hóa Hàn Quốc Trung Quốc 2008. Đại sứ quảng bá hình ảnh của thành phố Seoul 2009. Đại sứ giờ trái đất tại Trung Quốc 2009 đại sứ hình ảnh chính thức và chủ tịch danh dự của Sustainable Innovation Student Competition SISC 2009. Đại sứ tuyên truyền cho dự án một triệu khu rừng của Tổ chức Khí hậu Quốc tế tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương, 2009. Đại sứ thiện trí trong hội trợ triển lãm thế giới tại Thượng Hải năm năm 2010 đến năm 2009. Đại sứ hành động của chương trình Community Easy Go. Star Community Love Follow tháng 10 do Sohu tổ chức. 2009. Danh hiệu China Top 10 Green New Marker 2009. Danh hiệu đại sứ tích cực nhất của cơ quan bảo vệ môi trường Australia 2009. Danh hiệu nhân vật có công hiến kiệt xuất trong việc bảo vệ môi trường của Trung Quốc của tổ chức Môi trường công cộng 2009. Đại sứ toàn cầu của quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên WWF 2009. Thành viên chính thức của Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc 2009. Ủy viên danh dự của Hội Cố vấn Năng lượng sạch hợp tác Trung Mỹ 2009. Đại sứ tình thương của chương trình giáo dục bảo vệ trái tim phụ nữ 2010. Đại sứ toàn cầu đầu tiên của giờ trái đất 2010 đại sứ thiện trí của chương trình môi trường Liên Hợp Quốc UNEP. Đầu tiên ở châu Á, thứ năm trên thế giới, 2011, đại diện phát ngôn của chương trình Trung Quốc Ái 2011. Đại sứ chung kết UEFA Champions League 2011 HTTP tw.webu.com gạch chéo l -i -b -i -n -g -b -i -n -g